Hai học sinh lớp 9A1 và 9A2 chương trình khối chính hệ 15. Chúng ta tiếp tục bài học tiếng Anh của tuần số 2. Hôm nay chúng ta sẽ học 4 tiết của tuần số 2. Tiết thứ nhất chúng ta sẽ học unit 8, chương 2 cho 27. Thứ hai chúng ta sẽ học unit 9, phần getting started trang 30 đến 32. Tiết 3 chúng ta sẽ học unit 9, phần Allosaurus 2 trang 35-36. Và tiết 4 chúng ta sẽ học unit 9, phần Skill 1 trang 38. Ta lưu ý ghi rõ 4 tiết này vào tập. Đầu tiên chúng ta sẽ học tiết thứ nhất, đó là unit 8, phần Skill 2 trang 27. Trước khi vào bài thì cô sẽ ra lại số cái từ mới mà chúng ta đã học ở cái tuần số 1 tuần rồi. Đây là năm cái từ tiếng Anh cho biết nghĩa tiếng Việt của các từ này. Number 1, permit, cho phép. Number 2, beneficent, in Vietnamese, sự quyền bí. Number 3, stalemate, măng đá. Number 4, safari, cột đi săn. Number 5, hero away, mòn đi. Tiếp theo chúng ta sẽ học cái từ của cái phần bài mới tiết thứ nhất hôm nay. Thứ nhất, bài thuyết trình in English. Now listen to me. Letter, letter, letter. Từ số 2, sự phát triển, development, development, development. This is a noun, đây là một cái danh từ. Ta có động từ của nó. Develop, develop, develop. Number 3, sự hợp tác. In English, cooperation, cooperation, cooperation. Number 4, ảnh hưởng, tác động. In English, is fast, is fast, is fast. Number 5, tiêu cực. In English, negative, negative, negative. Number 6, phá hủy. Damage, damage, damage. Now, where the dress, ta sẽ đánh dấu nhắn cho 6 từ này. Number 1, letter, where the dress, the first. Number 2, development, is the second. Develop, also the second. And number 3, cooperation, cooperation, where the dress, the four. Number 4, is fast, is fast, where the dress, the second. Number 5, negative, negative, the first. Number 6, damage, 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 the first. Now class, listen to me. Letter, development, develop, cooperation, is fast, negative, damage. Listen again. Letter, development, develop, cooperation, is fast, negative, damage. Now write down your notebook please. Ta sẽ viết 6 từ mới này vào cuốn sách. Viết vào cuốn sách mấy em á. Theo chúng ta sẽ qua phần listening.
Tôi dọn bài số 1, trang 27, sách giáo khoa. Answer the question. Is tourist important to Vietnam? Is at least one reason. Có phải cái ngành du lịch đóng một cái vai trò quan trọng ở Việt Nam không? Nêu một cái lý do, ít nhất là một lý do. Phần này cô có đưa câu trả lời cho nó, chúng ta ghi thẳng vào sách cũng được. Em nào nó ghi vào tập, chúng ta có thể ghi thẳng vào tập. Yes, it's a. People get better with the development of tourism. Giang đúng vậy. Cuộc sống của con người thì được tốt hơn với cái sự phát triển của cái ngành du lịch. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài số 2, trang 20. Trước khi làm bài tập này, ta sẽ nghe cái đoạn băng nói về cái sự phát triển của cái ngành du lịch ở Việt Nam. Now listen. Đó là cái nội dung bài nghe chúng ta vừa mới nghe. Thì bài này ta yêu cầu mình làm gì mấy em? Listen to the lecture and stick to all points. Lắng nghe cái bài diễn thuyết và đánh dấu nhấn là đúng hay là sai. Nếu đúng ta đánh cục T, còn nếu sai chúng ta đánh bằng cục phone. Thì muốn đánh được cái bài này thì chúng ta phải biết coi nó nói cái gì ha. Ta lắng nghe lần thứ hai. Chúng ta làm cái phần true false này.
Number 1, tourist place an important part. Tourism plays an important part in the development of many nations. Ngành du lịch đóng một cái vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều quốc gia. True or false? True. Number 2. Modern transport promotes tourism. Các phương tiện hiện đại đó nó thúc đẩy cái ngành du lịch. True or false, ma'am? True. Number 3. Tourism depends on the income of a country. Cái ngành du lịch lại thuộc vào tùy thuộc vào thu nhập của một đất nước. Câu này là false. Number 4. People please get better with the development of tourism. Cuộc sống của con người trở nên tốt hơn với sự phát triển của ngành du lịch. Câu này là true. Number 5. Tourism helps promote international understanding and cooperation. Ngành du lịch giúp đỡ, thúc đẩy cái sự hiểu biết và sự hợp tác của quốc tế. Câu này là true. Number 6. Young people go to big city to meet foreign tourists. Những người trẻ tuổi đi đến những thành phố lớn để gặp du khách nước ngoài. Câu này là false. Ta sửa đáp án phần true false vào sách giáo khoa. Bài số 2, trang 27. Và đây là cái nội dung nghe. Ta có thể chép cái nội dung bài nghe này vào tập để khi cần thì chúng ta có thể sử dụng nó lại. Và nó cái gì thì đây là cái phần nội dung dịch sang tiếng Việt. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Khi mình choose the correct answer, ta chọn cái câu đúng sai, đáp án đúng sai. Ở đây chỉ có một câu thôi. The next part of the lecture probably continue to discuss. Cái phần tiếp theo của cái bài diễn thuyết, bài thuyết trình có thể tiếp tục thảo luận về cái vấn đề gì. Ở đây tôi cho đáp án A, B, or C. Ta đây là đáp án C. Ta khoanh cho đáp án C. Những ảnh hưởng, ảnh hưởng gì đến mà tiêu cực của cái ngành du lịch. Đây là phần tiếp theo của bài diễn thuyết trình ha, này ta đoán cái phần này nè, tiếp theo nó sẽ là những ảnh hưởng của cái ngành du lịch. Bài số 4 trang 27 với bài số 5 trang 27, chúng ta ghi bài tập về nhà. Phần này mấy em tự làm ở nhà. Và phần này yêu cầu mấy em gì? Nói về những ảnh hưởng của cái ngành du lịch tiêu cực, ảnh hưởng tiêu cực của nó ở một cái vùng hoặc một đất nước. Ở đây nó đưa ba ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Cái tài nguyên thiên nhiên bị phá hủy, môi trường thiên nhiên nó bị phá hủy. Ảnh hưởng thứ hai là gì? Cái nét đẹp tự nhiên thì bị hư hỏng. Ảnh hưởng thứ ba là những cách lối sống truyền thống bị tác động, bị ảnh hưởng. Cái thứ tư là gì? Vấn đề xã hội thì có thể tăng lên, đó là bốn cái tác động tiêu cực của ngành du lịch đem lại. Ta dựa vào bốn ý chính này để chúng ta có thể viết một cái đoạn văn ngắn về những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch đối với một vùng hoặc một đất nước. Phần bài 4, bài 5 này chúng ta sẽ làm ở nhà và dựa theo cái nền của nó. Tiếp theo các em gạch ngang, ta ghi tiết 2. Period 2, Unit 9, phần Getting Started, trang 30 đến 32. Ta tiếp tục học một số từ mới của phần Getting Started của Unit 9.
Number one, thuật ngữ kỹ thuật Inelis. Now listen to me. Technicon Tom. Technicon Tom. Technicon Tom. Number two, sự đơn giản. Now listen to me. Simplicity. 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 Number three. Number two, ta có động từ của nó là đơn giản quá. Simplify. 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 Number three, sự linh động. English. Flexibility. 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 Number four, nguyên âm. Vowel. 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 And number five, sự ngu xuẩn. Stupidity. 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 Number six, sự phổ biến. Popularity. 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 And the last one, number seven, sự đúng giờ. Punctuality. 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 Now wear the dress, number one. Technicon Tom, the first. Number two, simplicity. Simplicity, the second. Simplify. Simplify, the first. Number three, flexibility. Flexibility, the third. Number four, vowel. Vowel, the first. Number five, stupidity. Stupidity, the second. Number six, popularity. Popularity, the third. And the last one, number seven, punctuality. Punctuality. Punctuality, the third. Now listen to me again. Technicon Tom. Simplicity. Simplify. Flexibility. Vowel. Stupidity. Popularity. Punctuality. Listen again. Technicon Tom. Simplicity. Simplify. Flexibility. Vowel. Stupidity. Popularity. Punctuality. Write down your notebook, please. Em viết 7 từ này vào cuốn tập bài học nha. Now, we continue. Look at the picture. Sách giáo khoa mấy em trang 30 cũng có đó. And answer my question, please. Do you take part in an English club? Bạn có thường, các em có thường tham gia vào một câu lạc bộ tiếng Anh không? Yes or no? Number two. When is, where is it? Nó ở đâu và nó ở khi nào và nó ở đâu? And number three. What is special about it? Có cái gì đặc biệt về nó? Number 4, where are Dương and Vi? Trong bài này hội thoại của Dương và Vi và giáo viên. Vậy thì Dương và Vi đang ở đâu? And continue, who is standing at the bar? Ai đang đứng ở cái bảng, trên bảng? À. What are they talking about? Thì những người này họ đang nói chuyện về chuyện gì mà? À, để biết được trả lời những câu hỏi này, chúng ta sẽ vào cái nội dung bài đọc. Ta giờ sách giáo khoa, trang 30. Là cuộc hội thoại giữa giáo viên với những bạn học sinh. Đây gồm có Mai, Vi và Dương. Nào Lý Sinh.
À, đó là cái nội dung của bài đọc này của hội thoại giữa giáo viên và Dương Vi và Mai. Chúng ta sẽ đọc thầm lại và thực hành cái bài A. Cô hội thoại lại một lần nữa và tìm ra những danh từ và tính từ. Chỗ đây có chữ symbol. Thì danh từ của nó là gì mấy em? Tính từ là symbol, danh từ là simplicity. Lexible, danh từ của nó là lexibility. Đây là hai cái mẫu đầu tiên ta lật sách giáo khoa trang 32 đó. Ta làm bài tập B. Bên cho tính từ bên trái, ở đây có 2, 4, 6 từ, và bên phải ta sẽ điền 6 từ. Từ số đầu chữ set, ta làm sẵn cho mấy em là set này. Tiếp theo ta làm từ das, ta ghi thẳng vô sách luôn. Darknik, Stiffy, Stiffy, Itty, Popular, Popularity, Happy, Happiness, Punctual, Punctuality. Xét buồn, nỗi buồn. Tát là tối. Tát nịch, sự tối, bóng tối. Tiếu phịch, ngu ngốc. Stupidity, sự ngốc nghếch. Popular, phổ biến. Popularity, sự phổ biến. Happy, hạnh phúc, vui vẻ. Happiness, sự hạnh phúc, sự vui vẻ. Punctual, punctuality. Nãy chúng ta học là gì mấy em? Rồi chúng ta sẽ ghi lại tất cả những cái đáp án này vào tập hoặc là vào sách. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài tập C, trang 32. Read the conversation again and choose the correct answer. Ta sẽ đọc lại cái đoạn hội thoại lần nữa và chọn cái câu trả lời đúng. Đây chúng ta có 5 câu. Number 1. Which language is most spoken as a first language in the world? Cái ngôn ngữ nào thì được nói như là cái ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới? Nãy ta đọc hội thoại với ngôn ngữ nào mấy em? This is Chinese, tiếng Trung Quốc ha. Tiếng Trung Quốc chứ không phải tiếng Anh. Number 2. English has about work in technical terms. Tiếng Anh thì có khoảng bao nhiêu từ và cái thuật ngữ kỹ thuật tổng cộng bao nhiêu mà 800, câu C 500 với 300 là 800 ha. Number 3. The form makes English easy to learn. Phần này mấy em chọn câu nào? Câu A, the simplicity, tức là cái sự đơn giản, cái hình thức đơn giản làm tiếng Anh dễ dàng để học. Number 4. What is the reason why the vocabulary of English is often as is high? Một trong những lý do tại sao từ vựng tiếng Anh thì được mở rộng đó là gì? Chọn câu C, nó mượn nhiều từ. Number 5. Some English verb A, they are now up or accessible. Ở đây mấy em sẽ chọn câu B, the same A, là cùng, giống như. Một vài cái động từ tiếng Anh thì giống nhau, giống như những cái danh từ hoặc là những tính từ của chúng. Cái chức năng, nó cùng chức năng, giống nhau. Ta khoanh tròn đáp án từ câu 1 đến câu 5 vào bài tập C trang 32. Bài 2 trang 32. Mấy em ghi bài tập về nhà, ta tự làm. Nói từ khúc A qua khúc B. Và bài số 3 trang 32 chúng ta bài tập về nhà. Phần này mấy em tự làm ở nhà và làm thẳng vô sách cũng được. Tiếp theo chúng ta sẽ qua tiết 3. Ta gạch ngang ghi tiết 3. Unit 9. A closer look to trang 35 36.
Mà em lật sách ra đã trang 35 để trước mặt. Trong phần này ta sẽ được học về từ mới. Em xin lỗi, trong phần này chúng ta sẽ học về ngữ pháp. Và ngữ pháp của phần này chúng ta sẽ học hai phần. Đó là Conditional Sentence Title, câu điều kiện loại 2. Và phần thứ hai là phần Relative Clauses, các mệnh đề quan hệ. Ở tiết trước các em đã được học cái câu điều kiện loại 1. Bữa nay chúng ta sẽ được học câu điều kiện loại 2. Mấy em ghi cho kỹ cái phần ngữ pháp này vào cuốn tập bài học. Cô nhắc lại, chúng ta ghi kỹ cái phần ngữ pháp này vào tập bài học. Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Ta sử dụng câu điều kiện loại 2 để diễn tả điều không xảy ra hiện tại hoặc tương lai, chỉ là giả thiết, ước muốn trái ngược với thực thật hiện tại. Và công thức của nó là gì? Ta kẻ ra làm hai, bên là mệnh đề if, bên là mệnh đề chính. Ta ghi ở bên mệnh đề if, em ghi là symbol past, tức là quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn là gì? Động từ mấy em sẽ thêm đi hoặc đưa về cột 2. Có nhắc lại, động từ thêm đi hoặc đưa về cột 2. Nếu gặp to be, chúng ta sẽ chuyển thành chữ were. Thêm nó, ta dùng là weren't ở dạng phủ định. Ở mệnh đề chính, mấy em sử dụng là would, hoặc là could, hoặc là should. Cộng cái V0, tức là động từ giữ nguyên. Sau những chữ này, động từ giữ nguyên. Would, could, should, động từ giữ nguyên. Ở đây cô cho hai ví dụ. If I had a million USA, I would buy that car. Nếu tôi có một cái, tôi có một triệu, triệu tiền đô la tiền Mỹ đó, tôi sẽ mua chiếc xe hơi đó. Thì hát lúc này đang chia quá khứ đơn mà. Would buy chia, bên đây là mệnh lệnh chính. Would, should, could cộng động từ giữ nguyên. Buy là động từ giữ nguyên. Hát là quá khứ của chữ have. If I were you, I would think more carefully about the job. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nghĩ nhiều, suy nghĩ cách cẩn thận hơn về cái công việc. Thì giống như cô nói nãy trên đó, quá khứ đó, to be chúng ta dùng were. Bên kia sẽ là would hoặc là should could, cộng động từ giữ nguyên thì là would think. Would think đúng là công thức của nó, mệnh đề chính đây. Ta ghi hai ví dụ này vô luôn. Cô nhắc lại, chúng ta ghi kỹ phần ngữ pháp của câu điều kiện. Và đây là những phần bài tập áp dụng cho phần ngữ pháp đó. Ta sẽ giải quyết từng câu. Phần bài tập này chúng ta sẽ ghi vào tập luôn. Ghi những động từ trong ngoặc ở hình thức đúng. Và những phần tô đen in riêng cô đã để sẵn đó, ta căn cứ vào đó để chúng ta chia. Mỗi một câu có hai mệnh đề. Thì thường nó ta sẽ chia sẵn, cho sẵn một cái mệnh đề, mấy em chỉ chia mệnh đề còn lại thôi. Hoặc có thể có câu ta cho sẵn hai mệnh đề, chúng ta phải chia luôn. I could watch foreign TV program without subtitle if I know English. Tôi có thể xem những chương trình TV tiếng nước ngoài mà không có tiêu đề, không có cái phần dịch ở dưới đó, nếu như tôi biết tiếng Anh. Ở phía trước nó cho chữ could watch, tức là nó mệnh đề phía sau nó cho chữ could watch ha. Thì chúng ta sẽ chia mệnh đề còn lại là gì? Chữ no em sẽ đưa về quá khứ đơn của nó đúng không? Bên là quá khứ đơn, mình chúng ta sẽ là would, should, could cộng động từ giữ nguyên. Quá khứ của chữ no là gì? New. Phần này chúng ta sẽ dựa vào các bản động từ bất quy tắc ha. No, new. Number 2, we might be obese if. Loại he might be obese if he not stop taking in fat and sugar. Ta có thể bị tăng cân nếu anh ta không ngừng cái việc ăn những thứ ăn có chất béo, mập và đường. Ở đây cho not stop, chữ might be nó đang chia dạng giống như could watch vậy mà. Not stop ta sẽ chia về quá khứ đơn của dạng này, gọi là quá khứ đơn đúng không? Khứ đơn của động từ thường ở đây chữ stop cho chữ not, thì mình mượn trợ động từ là gì? Did ta thêm not cho là didn't. Sau didn't thì động từ giữ nguyên, là lập là didn't stop, didn't stop. Number 3,
Ta chỉ chữ new, chữ new ta cho sẵn à. If he knew that it was dangerous, he not do it. Nếu như anh ta biết rằng nó thì nguy hiểm, anh ta không làm nó. Nếu đang cho quá khứ đơn thì cái giấy còn lại chúng ta sẽ chia would, should, could phần từ giữ nguyên đúng không? Thành cái này chúng ta sẽ chia là gì? Would, would done, đủ. Would he not, ta là would done. Sao would done phần từ giữ nguyên? Đủ. Number 4, if you see someone running, running, you sell him. Nếu như bạn thấy một người nào đó đang bị ném, bạn có cứu anh ta không? À, bạn sẽ cứu anh ta chứ. Vậy see chúng ta, mình để ý chúng ta chia thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn của see là gì? So, dễ sao chúng ta sẽ would, should, could phần từ giữ nguyên đúng không? Và câu hỏi chúng ta đưa would ra phía trước. À, câu hỏi đưa would ra phía trước chủ ngữ. Would you sell? And number 5, she'd be happier if her parents not get divorced. Cô ấy vì hạnh phúc hơn nếu như cha mẹ cô ta không có ly hôn. Nên người ta nói gì? Sẽ được đúng không? Sẽ được hạnh phúc hơn. Mà sẽ thì là dùng nhiều would cầm từ giữ nguyên để là would, would be. Mà sao chúng ta chịu quá khứ đơn? Câu này có not giống như câu trên, giống câu 2 đúng không? Ta mượn trợn từ là gì? À, did thì not là didn't. Sau đó từ giữ nguyên ta ghi là didn't get. Ta ghi phần đáp án này vô. Tiếp theo sẽ qua sang 5 câu còn lại. If you sleep under a mosquito nest, you not be bitten for often. Nếu bạn ngủ phía dưới một cái mùng thì bạn sẽ không có bị cắn thường. Trong bài đề if này chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn của sleep là gì? Lab. Và sao chúng ta sẽ dùng would could không từ giữ nguyên? Wouldn't be. À, wouldn't be. Number 7, I guess the job is easy if I have a degree. À, tôi sẽ có một cái công việc dễ dàng hơn, dễ dàng nếu tôi có một cái văn bằng. Sẽ có đúng không? Sẽ có một cái công việc. Ta chỉ dùng would guess. Mà sao ta chỉ quá khứ đơn con chữ have là gì? Has. And number 8, if she have another tie, her tie, she look younger. Nếu cô ta có một cái kiểu tóc khác, cô ta sẽ trông trẻ hơn. À, ngoài trước chúng ta sẽ chia quá khứ đơn của have là has, giống trên đây. Sometimes sẽ chia là gì? Would younger. Number 9, if the weather not be sure, I'll rub grow faster. Nếu như thời tiết thì không có gay gắt, không có khắc nghiệt thì vụ mùa chúng tôi sẽ trồng nhanh hơn. Đây ta chịu quá khứ đơn của dạng này nè, mình có bài if nè. Be thì dùng water, có nó để nó vô cho chúng ta chưa. Would cộng động từ giữ nguyên là would, would grow. Câu 10, I keep a horse if I could afford it. Chúng ta chú could, could đang chịu quá khứ đơn của chữ care đó mẹ. Nhưng mà trước mẹ em chỉ chia gì? Would cụm từ giữ nguyên đúng không? À, cho nên là would keep. Tôi sẽ giữ con ngựa nếu như tôi có thể. À, là thuần chủng được nó đó, giữ được nó đó. Ta ghi đáp án tiếp tục 6 câu còn lại này. Phần 1B trang 35 ta dành vô. Phần này mấy em ghi bài tập về nhà. Bài tập về nhà. Theo chúng ta sẽ làm bài số 2 trang 35. Viết lại các câu sử dụng câu điều kiện loại 2. Tao ra qua sát ví dụ trong sách giáo khoa có đó. Peter has such a lot of English homework that he won't go to the party. Peter nó có nhiều bài tập về nhà tiếng Anh đến nỗi anh ta sẽ không đi đến cái bữa tiệc. Đây là cái câu tình huống, cái câu đề yêu cầu như vậy. Giờ chúng ta kêu mình làm if Peter, nếu Peter thì câu này ta làm thế này. Nó có nhiều bài tập về nhà đến nỗi mà anh ta sẽ không có đi đến bữa tiệc. Thì nếu thằng Peter nó không có nhiều bài tập về nhà tiếng Anh đó thì nó sẽ đi đến cái bữa tiệc đúng không?
À, ở đây ở trên cái đề nó cho hiện tại thì khi mình làm nó nhớ mình lọt lùi về quá khứ nha. Nãy cô nói đó, quá khứ phủ định dạng nó là this, thì nó là distant. Sau this thì động từ giữ nguyên. Cho nên câu này mình nói là if phía thơ didn't have such a lot of English homework, he would go to the party. Nhớ ta từ cái đề đang cho hiện tại thì khi mình làm mang thì chuyển về quá khứ. Ở đây là he hiện tại đúng không? Khi mình chuyển về quá khứ, mình đưa về quá khứ nè. Thì lã là quá khứ rồi, quá khứ đơn rồi. Thì ngoài sau, cái vế ngoài sau mang sẽ đưa về các công thức đúng của nó, là would, should, could cộng các động từ giữ nguyên. Đây đây. À, chúng ta sẽ làm từng câu. Câu 1, ta mấy em giờ mình sẽ cho Hoàng. I don't feel confident as interview because my English is not very good. Tôi không cảm thấy tự tin ở các cuộc phỏng vấn bởi vì tiếng Anh của tôi thì không được tốt lắm. Tôi cho là if my English, thì nếu tiếng Anh của tôi thì được tốt, tôi sẽ cảm thấy tự tin ở cuộc phỏng vấn đúng không? Nếu tiếng Anh tôi thì được tốt. Nên câu này ta sẽ làm thế nào? If my English were good, đưa về quá khứ của y là were. Mà sao nó sẽ là would, should, could từ giữ nguyên nè. Tôi sẽ cảm thấy I would feel confident as interview. As interview. Xong chưa? Number 2, câu 2. Mình doesn't read many English books because she doesn't have time. Minh nó không có đọc nhiều sách tiếng Anh bởi vì sao? Cô ta, cái cô gái này tên Minh em em, không có thời gian. Ta cho nếu Minh, vì nếu Minh có thời gian, ta dòm cái vế hai đó, thì Minh sẽ đọc nhiều quyển sách đúng không? Sách tiếng Anh. Quá khứ của have là gì? Doesn't have chuyển qua là gì? Quá khứ của have là has. Ta xài nó bán. If Minh has time, nếu mình có thời gian, she would read many English books. Cô ta sẽ đọc nhiều quyển sách bằng tiếng Anh. Phần này, những câu này tương đối dài. Các em nếu mà ta ghi vào sách được thì chúng ta ghi, còn nếu chúng ta không ghi vào sách đủ, ta sẽ ghi vào tập. Tiếp theo em sẽ qua câu ta. I think you should spend more time improving your pronunciation. Tôi nghĩ bạn nên dành nhiều thời gian hơn trong việc cải thiện cái sự phát âm của bạn. Mình sẽ nói sao mấy em? Nếu thì tôi có à, nếu tôi là bạn thì sao? Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn trong cái việc cải thiện sự phát âm của tôi. If I were you, I would spend more time improving your pronunciation. Nếu tôi là bạn, à, tôi là bạn thì tôi sẽ, mà là I were là quá khứ, khứ be nào dùng were. Tôi sẽ dành would spend, fan nè, nhiều thời gian cải thiện sự phát âm của mình đúng theo công thức ha. Number 4, my good at the language because she has some friends who are native speaker of English. Ai giỏi về cái ngôn ngữ bởi vì cô ta có một vài người bạn, những người mà nói tiếng bản xứ, tiếng Anh bản xứ. Ra tập cho cái đề là nếu mà Mai không có, nhưng Mai không có vậy mà à, những cái người bạn mà nói tiếng Anh bản xứ thì Mai nó sẽ không có giỏi về ngôn ngữ đúng không? Chúng ta quan sát cái đáp án. If Mai didn't have some friends who were native speaker of English, she wouldn't be so good at the language. Nếu mà Mai không có à, những cái người mà bạn nhà nói tiếng Anh bản xứ đó, cô ta sẽ không có được tốt về ngôn ngữ. Đây là quá khứ đơn. Phủ định thì chúng ta mượn trộm từ this thì nó đi trên. Cộng từ giữ nguyên nãy chúng ta có làm một hai câu đó. Sao là would, should, could từ giữ nguyên có nó để nó vô. Number 5, you can't offer you the job because you can't speak English. We can't. Chúng tôi không thể nói, không thể cái à, nhận bạn vào công việc, chấp nhận bạn vào công việc. Bởi vì bạn không thể nói được tiếng Anh thì sao? Nếu bạn có thể nói tiếng Anh, không thể chuyển qua có thể đúng không? Nếu bạn có thể nói tiếng Anh thì chúng tôi có thể chấp nhận bạn có công việc này, đưa cho bạn giao cho bạn công việc này. Lúc này chúng ta sẽ làm là if you could speak English ha, we would offer you the job. Đây là could là quá khứ của can đúng không? Anh kia còn lại là the would could cầm từ giữ nguyên nè, would offer you the job.
À, mấy em có thể chép đáp án này vào sách nếu chúng ta chép đủ, còn nếu không đủ chúng ta chép vào tập. Mấy em nghiên cứu kỹ lại cái phần mà để ép đoạn 2 này, đây là phần khó chứ không phải dễ. Cô nhắc lại, một bên là quá khứ đơn simple past, bên còn lại sẽ là would, should, could, cộng động từ giữ nguyên. Gặp trường hợp be của quá khứ đơn chúng ta dùng were, thỉnh thoảng người ta vẫn dùng was, was, was cũng được mấy em. Rồi tiếp theo chúng ta phân vào phần ngữ pháp là phần B, relative clause. Phần này chúng ta ghi vào tập cẩn thận nha. Cô nhắc lại, ta ghi vào tập bài học cẩn thận. Mệnh đề quan hệ gọi là đại từ quan hệ đó. Ta có các cái đại từ quan hệ sau đây: who, with, whom, whose, when, where, why, hoặc là that. Thằng thứ nhất ta đi chữ who. Who nó thay thế cho danh từ chỉ người. Chỉ người đây ta là dùng gì? He, she hoặc là they. Anh ấy, cô ấy, họ. Ta quan sát ví dụ cho kỹ nha. The girl is Nga. She, my girlfriend. Cô gái tên là Nga. Cô ấy là bạn gái của tôi. Thì cô ấy là mấy em là cái cô the girl là cái cô tên Nga. Đúng không? Cho nên khi mình làm mình thay thế chữ she nè. Thay thế chữ she là bằng chữ gì? Chữ who, chữ người đúng không? The girl tới đây, who ta bỏ si ra, bỏ cái chủ ngữ si ra, chữ người ra. Y my girlfriend ta đưa xuống tiếp tục. Rồi cái cụm thứ nhất nãy chữ y nga mình chưa lấy bỏ nãy phải không? Ta đưa chép cuối cùng để nhấn mạnh này. Cô gái, cái người mà là bạn gái của tôi là nga. À, ta quan sát kỹ à. Chú ý. Ở câu này ta gọi là cái mệnh đề quan hệ xác định, tức là nó không có dùng cái dấu phẩy. Còn đối với danh từ riêng, chút nữa chúng ta sẽ thấy, thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy gọi là mệnh đề quan hệ không xác định. Cô nhắc lại, đó ví dụ ở trên cô cho gọi là cái câu quan hệ xác định, tức là chúng ta không có dùng dấu phẩy trong đây. Nhưng mà đối với cái câu dùng với danh từ riêng, ở đầu cô ví dụ như danh từ riêng để tên một người nào đó, tên Lan, tên Mai hoặc tên tác giả nào đó, thì chút nữa khi làm ta sẽ dùng dấu phẩy, ta gọi là mệnh đề quan hệ không xác định ha. Thì ta dùng dấu phẩy đối với danh từ riêng. Đây là ví dụ nè, Shakespeare. Shakespeare là tên danh từ riêng. Dying City, City, Hero, Romeo and Juliet. Shakespeare đã mất năm 1616. Anh ấy, ông ấy đã viết cái vở Romeo và Juliet. Thì ông ấy là ông là ai, là cái ông Shakespeare này nè, đúng không? Đây là he, là chỉ người nè. Khi mình làm thì giống nãy đó, mình bỏ chữ he ra thay bằng chữ who vô. Mình chú ý, cô mới nói trên Shakespeare là danh từ riêng cho nên ta phải dùng dấu phẩy. Sau khi dùng dấu phẩy xong, ta làm bình thường giống dạng câu ví dụ nãy, ta chữ who vô, bỏ chữ he ra, gì tiếp? Romeo and Juliet. Hết cái câu này, mình cái câu hai này chúng ta sẽ phẩy cái nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghi cái cộng đồng, chúng ta ghi chưa chép. Die in system, cho tép xuống. Shakespeare, cái người mà viết cái vở Romeo và Juliet đã mất năm 1616. Đây là câu mà đề quan hệ không xác định. Ta dùng dấu phẩy ở hai đầu, hai dế, hai chỗ này, thấy không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua phần cái đại từ quan hệ quyết. Quyết thay thế cho danh từ chỉ vật. Ta chú ý là chỉ vật nữa mà, vật, sự vật. Ví dụ như it là nó. Ta quan sát ví dụ: The car is expensive, he bought it. Xe hơi thì mắc tiền, anh ta đã mua nó. Thì nó đây là ai mà, là cái gì mà? À, là chiếc xe hơi. Đó nè, khi mình làm thì một chút mình sẽ bỏ chữ it này. Ta sẽ bỏ chữ it này, ta thấy thế bằng chữ gì? À, chữ quyết. Nó câu nói là quyết là thay thế cho vật, sự vật đúng không? Ta quan sát cái câu làm. The car with he bought. Lúc này chữ with thay thế cho is ở trên, ta bỏ chữ is ra. With he bought is expensive, ta chép lại. À, xe hơi cái mà anh ta đã mua đó thì mắc tiền. Rồi ta quan sát chưa, cái dạng làm, cách làm cũng giống như ví dụ ở trên thôi. Lúc này ta thay thế bằng chữ is là vật, thay bằng chữ with. À, như trên dùng who thì là chúng ta dùng with.
Rồi, đó là ví dụ điển hình của phần quyết. Ta qua phần hâm. Hâm thì thay thế cho danh từ chỉ người ở dạng túc từ. Túc từ là gì? Túc từ là cái gì? Ta sẽ nhìn tiếp theo. Ta có các túc từ sau đây. Túc từ nó đứng ở cái giấy số 2 với cái câu sau nha. Mi là tôi, him là anh ấy, her là chị ấy, us là chúng tôi, them là họ. Đây là những cái túc từ trong câu số 2. Ta quan sát. The man is a doctor. Cái người đàn ông là một bác sĩ. Chúng tôi, we are waiting for him. Chúng tôi đang đợi ông ấy. Ông ấy lúc này là chữ him. Him này cũng gọi là túc từ. Nè, đây nè. Him là túc từ, thấy không? Nó nằm ở câu số 2. Thì he lúc này là cái ông nào? Là cái người the man. Hay là cái ông này nè, là cái ông bác sĩ này. Khi mình làm mình sẽ bỏ túc từ này ra. Bỏ cái túc từ này ra. À, túc từ cô kể trên đây nè, bỏ ra. Ta thấy bằng chữ gì? Chữ hôm. Còn phần tách câu á, tách câu, tách vế như thế này nè. Mấy anh vẫn làm theo cái bước chống này. The man hum we are waiting for is a doctor. The man hum we are waiting for is a doctor. À, cách thứ hai. Mấy anh chú ý cái giới từ for đây. Ta sẽ đưa cái luôn cái giới từ for ra trước để kèm với chữ hum. Đúng mình ta sẽ là the man for hum. À, ta quăng cái phần chữ for ra trước luôn. For whom we are waiting is a doctor. Hai câu này cùng một nghĩa với nhau mà. Ở đây có chữ for để sẵn, ta để thẳng luôn theo cái đề. Còn câu 2, ta sẽ đưa cái chữ for, chữ từ for ra phía trước cái đề từ quan hệ whom luôn. Và nếu mà đưa rồi thì nhớ ngoài sao ta bỏ ra nha, đừng có để nữa nha. Rồi, cái từ quan hệ tiếp theo là chữ whose. Whose thay thế cho danh từ chỉ vật và chỉ người ở dạng tính từ sở hữu. Mấy anh chú ý cái chữ tính từ sở hữu. À, tính từ sở hữu là chữ cho tính từ sở hữu nè, là cái mà người mà. Tính từ sở hữu là gì? My, his, her, our, their. Của tôi, của anh ấy, của cô ấy, của chúng tôi, của họ. Nó giống như phần túc từ ở trên. À, mà những cái tính từ sở hữu này nó nằm ở đâu mấy em? Ở câu số 2. À, ở câu số 2 chú ý nha. Gặp những cái tính từ sở hữu này nằm ở câu số 2, chúng ta sẽ chia, ta sẽ dùng chữ whose. Đây, đây là ví dụ. The woman owns this store. Her son is naughty. Đây, chữ her cô đang tô đậm lên đây. Cái người phụ nữ làm chủ cái cửa hàng này. Con trai của cô ta thì chữ her lúc này cô gọi là tính từ sở hữu. Con trai của cô người phụ nữ này nè là thì bướng bỉnh. À, bướng bỉnh, naughty là bướng bỉnh. Ở này chữ her là tính từ sở hữu, nó nằm ở câu số 2. Khi làm chúng ta sẽ bỏ her này ra thay thế bằng chữ whose. Bỏ her ra thay thế bằng whose. Ta quan sát câu làm. The woman, người phụ nữ, whose son. Đây, sau khi chúng ta để whose, bỏ her ra, ta chép tiếng chữ son. Son y đó, naughty. Son y naughty. Rồi chúng ta viết tiếp cái cụm mới nãy chúng ta còn chưa có chép xuống nè. Audistar. Audistar. The woman who is a son is naughty, oldest. Cái người phụ nữ, cái người mà là có con trai bướng bỉnh làm chủ cửa hàng này. Người phụ nữ này làm chủ cửa hàng này, các em hiểu chưa? Ta dùng cái tính từ sở hữu ở đây thì chúng ta sẽ dùng whose thay thế cho nó, thời bỏ nó đi. Rồi chúng ta viết tiếp hết cái câu 2 ra. Cái giấy đầu nãy chúng ta chưa chép khúc sau đó, chúng ta sẽ đưa xuống bình thường. Cái bước làm giống những câu trên thôi. Tiếp theo ta có chữ when, chỉ thời gian, được dùng thay cho at hoặc on hoặc in cộng with. Nguyên cái cụm này nó bằng chữ when. Ta quan sát ví dụ. I have never forget the day I have I met her on that day. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi gặp cô ta vào cái ngày hôm đó. Ở đây cụ thể cũng từ on that day, tôi quên đậm này. Vào ngày hôm đó tức là vào cái ngày the day, đúng không? Ngày mà mình không bao giờ mình quên đó. Lúc này khi mình làm có hai cách sau đây. Thứ nhất, ta dùng on with. On with that day thay bằng with. I have never forget the day. Câu này chúng ta không tách được các em. Không có tách. Câu này chúng ta để nguyên cái giấy một. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày. À, on with. Ta đưa xuống. Tự để dồn. I meet her vào cái ngày mà tôi đã gặp cô ta. Cách thứ hai mà em bỏ với từ on đâu.
Bỏ quyết luôn. Ta đã thấy nguyên cái cụm này bằng chữ quen. Hay thấy hai cái chữ này bằng chữ quen. I will never forget the day when I meet her. Nào, ta để là on with hoặc là in with hoặc là at with. Hai chữ này ta thấy bằng when. Đó là chữ when. Khi ta quen que thì nó cũng giống như chữ quen như đó. À, quen thì chỉ thời gian, que chỉ nơi chốn. Que dùng thay cho as on with, còn in còn with. Thì nguyên cái này nó ta thấy bằng chữ que giống ở trên. That's either how we are living in it now. Hay là in it, anh thấy không? Giống nãy đó. Giống nãy là on that day đó. Đó là ngôi nhà chúng tôi đang sống ở trong nó. Trong đó là trong gì? Trong cái ngôi nhà đó. Đó đây là ngôi nhà, đúng không? Ngôi nhà này. Mà chúng ta cũng có hai cách làm giống nãy. That's either how, ta viết lại. Ta, câu này không tách được ha. Không tách được. That's either how. In with. À, ý thì là chữ with à. In with we are living now. In with we are living now. À, bỏ chữ in with ra. Cách thứ hai, mình thấy nguyên cụm in with bằng chữ where. À, ghi lại. That's either how where we are living now. Rồi, mang quan sát kỹ chưa? Em ta sẽ qua lại từ quan hệ why. Why là tại sao? Ha. Được dùng thay cho as hoặc on with, on in cộng with. Và nguyên cái cụm này thế bằng chữ qua giống chữ quen chữ que trên. That's the reason he didn't marry her in it. Đó là cái lý do tại sao lý do anh ta không có kết hôn với cô ta. Về nó, về đó là gì? Về cái lý do đó. It thì là lý do, là reason. Thì đây là cách làm. Câu đầu ta chép lại. That's what the reason in with he didn't marry her. In which he didn't marry her. Cách thứ hai, ta bỏ nguyên cụm này hai bằng chữ why. That's the reason why he didn't marry her. À, thì cái dạng này cũng giống như cái trạng in which chữ where nãy thôi. Và chữ that. That thì được dùng thay cho người hoặc động vật thời gian. Ở đây cô cho ví dụ với như sau. Chữ that này nó thay thế cho tất cả những cái từ ở trên. À, người vật động vật thời gian, thời gian em em, nhưng mà nơi chốn thì không có được ha, chỉ thời gian thôi. Nhưng mà chúng ta nên chú ý là hạn chế dùng đáp cái này ha, cái nào chúng ta dùng lại từ quan hệ chính xác ta dùng, mà trong số trường hợp ta không xài được thì chúng ta mới dùng đáp, chứ không phải lúc nào chúng ta phải mới dùng đáp được ha. Chú ý không, ta không lạm dụng chữ đáp này trong cái phần làm bài làm. Rồi ta ghi kỹ cái phần lý thuyết nào này vào cái tập bài học của mam. Cô nhắc lại, ta ghi kỹ à. Đặt xem kỹ lại những ví dụ nãy giờ cô giảng. Bài 3B trang 36 bài tập về nhà, bài 6 trang 36 bài tập về nhà chúng ta đánh vô sách. Ta đánh vô bài 3B trang 36. Ta ghi bài tập về nhà. Chỉ câu yes no trả lời những câu hỏi về mỗi câu. Và đó mam đọc ra trả lời yes no thôi. Trong cái bản đề ý nãy cô giảng đó. Bài số 6 trang 36. Viết lại những câu sử dụng để từ quan hệ. Phần này chúng ta sẽ đi ghi bài tập về nhà để chúng ta nghiên cứu làm sao. Rồi giờ chúng ta bài vào số 4 trang 36. Em nhìn vào sách giáo khoa bài 4 trang 36. Số khô được correct word sometimes more than one answer is possible. Khoanh tròn một từ đúng ha, khoanh tròn cái từ đúng, đáp án đúng đó. Một vài thì có nhiều hơn một câu trả lời, có thể nhiều có nhiều hơn một câu trả lời, có nghĩa là một cái đáp án ta cho ba, một cái câu có cho ba đáp án thì hãy trong câu đó có hai đáp án đúng, chứ không nhất thiết là chúng ta gạch một cái ha. Chúng ta dùng câu một. That's either boy who hoặc là hum hoặc là that. Trong ba cái đáp án này ta sẽ chọn e bilingual in English and Vietnamese. Đó là thằng bé. Ta chú ý cái the boy là thằng bé ha. Cái gì đó, người đó thì sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. The boy là chỉ người đúng không em? Ừ, chỉ người nãy cô giảng người ta dùng cái gì? Dùng who. Ngoài who chúng ta còn xài được chữ gì nữa? Chữ that. Nãy cô nói đó, đã thay thế cho tất cả những cái đại từ quan hệ ra ha.
cho nên đây ta cũng thể xài được chữ dash luôn. Ở đây câu này có hai đáp án. Number 2. This is the room with who where we are having an English lesson in this evening. Đây là cái phòng. Chú ý chứ the room là căn phòng. Má. Đây ta cho ba đáp án là with who where. Chúng tôi đang có một cái bài học tiếng Anh vào tối nay. The room là căn phòng đúng không em? Chỉ gì? Nơi chốn. Cái nơi mà tối nay mà chúng tôi sẽ có cái bài học tiếng Anh. Chữ nơi chốn ở đây chúng ta sẽ dùng chữ gì? À, chữ where. Ở đây nó không có dash, chúng ta cũng không có phanh dash được ha. Câu 3. The girl who is the with father is my English teacher is recently at work at English. Cô gái cái người mà có người cha là giáo viên tiếng Anh của tôi thì hẳn là giỏi tiếng Anh. Đây là chỉ người đúng không em? Chỉ người, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nhờ, ta chú ý nè, ở đây là gì? Cha của cô này nè. Ở đây đáng lẽ người ta sẽ ghi lại gì mấy em? Her father, đúng rồi. The girl is reasonably good at English. Her father is my English teacher. Thì ở đây her, her là tính từ sở hữu. Ta chú ý nha, her father là tính từ sở hữu. Hiểu đây chúng ta phải hiểu ngầm là chữ her mất rồi. Ta bỏ chữ her ra rồi. Tính từ sở hữu thì chúng ta ra thế bằng gì? Whose. Whose. Whose father is my English teacher is recently was at English. Đúng rồi, chữ whose nó sẽ thay thế cho chữ her. Nó đã mất rồi đó. Thay thế cho chữ her nó bị mất cái này đó. Whose father. Câu nhắc lại câu nguyên mẫu của nó nè. The girl is reasonably good at English. Chấm. Her father is my English teacher. Lúc này người ta bỏ chữ her ra. Bỏ chữ her khi mình làm bỏ her ra rồi thay bằng chữ whose. Đây là câu làm của nó. Thấy chưa? Câu 4. Mẹ quan sát lại cách dùng her mới nãy. Ví dụ ở trên dùng her mới nãy cô giảng dùng whose. Do you remember the year where when that we started to learn English? Bạn có nhớ cái năm, cái năm mà mam, the year năm khi mà chúng ta bắt đầu học tiếng Anh không? Thời gian đúng không? Thời gian ta dùng gì? Cái năm the year nè, when khi mà chúng ta học tiếng Anh. Ngoài when ra mam có thể xài that. Ở đây cho that thì chúng ta khoanh luôn chữ that. Bốn khoanh hai đáp án. Câu 5. The teacher whom with who you met yesterday is fluent in both English and French. Giáo viên, cái người mà bạn gặp ngày hôm qua đó thì thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Câu nguyên mẫu này là gì mấy em? The teacher is fluent in both English and French. You meet him hoặc là meet her yesterday. Thì mấy em chú ý cô mới nói chữ him chữ her đó. Đáng lẽ phải có chữ him chữ her chỗ này. Thì him her lúc đó cô gọi là gì? Túc từ. Cô nhắc lại him her lúc đó sẽ gọi là túc từ. Và khi đây câu câu làm là ta sẽ bỏ chữ him chữ her ra. Bỏ cái phần túc từ đó ra cho nên lúc này ta sẽ dùng nó bán chứ là chữ hum. Hoặc là chữ hùng để thay thế cho cái phần túc từ đó. Chỉ người đó ha. Và ta sẽ thấy mất chữ hum là mất cái chữ hiền hoặc chữ hờ chỗ này. Giáo viên, cái người mà bạn gặp ngày hôm qua thì thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Cô nhắc lại chữ hôm dùng cho túc từ á. Ở đây ta có thể thay thế dùng chữ hôn cũng được là chuyện chỉ người. Câu 6. That is the reason where when why his English is a bit rusty. Đó là lý do mà tại sao tiếng Anh của ta thì hơi bị cuồn. Đó là cái gì? Không có được giỏi lắm, không được tốt lắm. Reason là lý do đúng không? Lý do nãy cô nói là dùng gì mấy em? Dùng why. Tại sao? Tại sao tiếng Anh của anh ta thì hơi bị cuồn? Rồi, ta khoan đáp án chưa? Là câu 1 ta dùng who với does. Câu 2 ta dùng where. Câu 3 dùng whose. Câu 4 dùng when. Đáp. Câu 5 ta dùng hum, hu.
Sáng ta dùng hoài chỉ lý do. Rồi thì mà gạch ngang. Ta qua cái tiết cuối cùng của bài hôm nay là siêu quan trang 38 của unit 9. Gạch ngang ta ghi unit 9 tiết 4. Siêu quan trang 38. Trước khi dành ta sẽ học số từ mới sau đây. Mấy em chép những cái từ mới này vào tập. Nào lý sinh Thu My. Set to man. Cô đánh dấu nhấn sẵn mà em tự đánh luôn ha. Set to man. Number 2. Derivative. Derivative the second. Derivative. Number 3. Establishment. 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 Number 4. Immersion. 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 Number 5. Dominant. 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 Number 6. Continent. 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 Cô nhắc lại, chúng ta đánh dấu nhắn lại. Number 1. Settlement. Settlement the first. Number 2. Derivative, derivative the second. Number 3. Establishment, establishment the second. Number 4. Immersion, immersion the second. Number 5. Dominant, dominant the first. And number 6. Continent, continent the first. Now listen again. Settlement, derivative, establishment, immersion, dominant, continent. Ta chép cái phần 6 thứ mấy này vào tập. Và tiếng Việt của nó ha. Tiếp theo ta dò vào sách giáo khoa. Trang 38. Bài số 1, trang 38. Read the following text about English. A means of international communication. Look at the word in the box, then find them in the text and under them. What do they mean? Phần này yêu cầu mấy em làm gì? Đọc cái bài text lại về tiếng Anh, về cái ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Nhìn vào những từ trong hộp, cái đến tìm cho chúng trong bài text gạch dưới và cho hỏi là nó có nghĩa gì. Cái nghĩa gì nãy chúng ta mới nói phần từ vựng trên nè. Ta quan sát lại. Settlement, sự định cư. Derivative là gì? Từ phát sinh. Nãy ta nói cho nó establishment, sự thiết lập. Immersion, sự thấm nhận. Dominant, ưu thế, ưu điểm, ưu thế. Rồi chúng ta dồn vô cái bài đọc. Bài đọc chúng ta có tổng là 3 đoạn. Khá dài đúng không? Phần này mấy em tự đọc thầm á, tự đọc thầm lại và tìm hiểu coi nó nói cái gì. Thật ra khi mấy em đọc xong đó thì đây là cái bài dịch sang tiếng Việt để mấy em hiểu cái bài cô đã dịch sẵn cho mấy em. Ta sẽ có thể ghi vào tập để dành xài hoặc là không cần ghi cũng được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua cái bài tập số 2, trang 38. 2A trang 38. Đọc bài test lại và nói tiêu đề từ A đến câu A đến câu C. Chỗ có đoạn văn ở đây có 3 câu A, B, C, ta dồn vào sách đó. Ta sẽ nói tiêu đề này với 3 cái đoạn văn ta mới đọc ở trên. Phần này mấy em ghi bài tập về nhà, chúng ta sẽ tự làm ở nhà sau. Mình nhắc lại, ta sẽ nói 3 tiêu đề A, B, C bài số 2A đó. Trang 38 vào cái 3 đoạn văn ở trên ta mới đọc.
Bài này mang ghi bài tập về nhà. Ta qua bài 3B, xin lỗi 2B, trang 38. Cũng có đoạn văn đó. Ta sẽ trả lời câu hỏi, answer the question. Đây ta có 5 câu. What has given the English language its dominance in the world today? Cái ngôn ngữ tiếng Anh đã đưa cái gì, cái sự vượt trội của nó trong thế giới ngày nay? Number 2. What were the ratio of population in the United States in the 19th and 20th century assisted by? Cái sự phát triển dân số của nước Mỹ vào thế kỷ 19-20 nhờ vào có điều gì? Tôi nhắc lại, cái sự phát triển dân số của nước Mỹ vào thế kỷ 19-20 nhờ vào điều gì? Number 3. What do English learners do in English immersion school? Những người học tiếng Anh làm gì ở những cái trường chuyên dạy tiếng Anh? Nhắc lại, những người học tiếng Anh làm gì ở những trường chuyên dạy tiếng Anh? Number 4. What is English? English là gì? English là gì? Là gì? Chúng ta đọc cái bài, chúng ta sẽ trả lời ra. Number 5. How new English words being invented every day all over the world? Những cái sự pha trộn tiếng Anh mới đó thì đang được phát minh như thế nào mỗi ngày trên khắp thế giới? Nhắc lại, sự pha trộn những cái từ tiếng Anh mới đó, thì được phát minh như thế nào ở mỗi ngày trên thế giới ngày nay? Mang chú ý đọc là hầm lại cái đoạn văn để trả lời cho 5 câu này. Và đây là đáp án của nó. Number 1. Ngôn ngữ tiếng Anh đã đưa cái gì cho sự vượt trội của nó trên thế giới ngày nay? Nó ta để đó. Is the spread of the English language and the rate of population in the United States that has led to its dominance in the world today? Ta phải tìm cái ý này trong sách cái đoạn văn. Mấy em đánh chéo vô, họ đánh đánh móc vô. Hoặc em nào ghi vô tập thì chúng ta sẽ ghi cụ thể vào cuốn tập của mình. Em để 2B trang 38. Mà có thể ghi lại câu hỏi cũng được, rồi ghi câu trả lời. Câu nhắc lại, một là chúng ta sẽ đánh dấu vào sách. Hai là chúng ta sẽ ghi đầy đủ sạch sẽ vào của cuốn tập mình đang học. Ghi 2B trang 38, câu 1. Có thể ghi luôn câu hỏi ra, rồi ghi câu trả lời. Câu 2. What were the ratio of population in the United States in the 19th and 20th century assisted by? Cái sự phát triển dân số ở nước Mỹ vào thế kỷ 19-20 nhờ vào điều gì? Rồi, ta xem đáp án. Mass immigration. Nhắc lại, mass immigration. Number 3. What do English learners do in English immersion school? Những người học tiếng Anh làm gì ở cái trường chuyên dạy tiếng Anh? Làm gì mấy em? They do on their school subject and every day teaching English. And number 4. What is English? English là gì? It's a blend of English and Hindi word and racy. Nó là cái sự pha trộn tiếng Anh và tiếng Hindu giữa từ và cụm từ. Number 5. How new English word being invented every day all over the world? Những cái từ tiếng Anh mới thì được phát minh như thế nào mỗi ngày trên khắp thế giới? Hôm nay chúng ta coi cái đáp án ta khoanh vô hoặc là chúng ta ghi ra. They are being invented every day all over the world due to the free mission of work from all the language and the easy derivation of compound and derivative. Ta chép đáp án 5 câu này vào tập.
Rồi, ta đã vừa học xong 4 tiết của cái phần tuần số 2, một tiếng Anh. Chúng ta sẽ ghi cái phần homework, bài tập về nhà. Trong phần bài tập về nhà, chúng ta có 3 ý lớn. Đó là học từ mới của những phần của mới dạy. Chiêu thu trang 27, cái tên static của unit 9. Trang 30, 32, lốt sơ lúc thu và skill 1. Ta làm những bài tập về nhà nãy giờ cô dặn về nhà đó, xem lại những cái bài tập mà còn nãy giờ cô giảng và chú ý ta sẽ học kỹ lại cái phần ngữ pháp ở lớp sơ lớp thu của unit unit 9 mà nãy đó, trang 35 36, phần ngữ pháp về cái mệnh đề if, câu điều kiện loại 2 và cái mệnh đề quan hệ, đề từ quan hệ. Xem kỹ phần ngữ pháp đó và những câu ví dụ cô đang cho ta đọc lại và coi lại ví dụ để sau này khi mà giáo viên cho bài tập mà sẽ biết cách ứng dụng làm cái phần bài tập đó. Cô nhắc lại phần ngữ pháp mệnh đề if loại 2 và cái mệnh đề quan hệ, cái đại từ quan hệ đó là ngữ pháp rất là quan trọng ở học kỳ 2 của chương trình lớp 9. Đề nghị mấy em ghi cẩn thận phần ở lối sơ lớp thư vào tập ngữ pháp và ví dụ đó, chúng ta sẽ học và xem kỹ ví dụ cô cho để sau này chúng ta sẽ áp dụng làm bài tập mà giáo viên bộ môn tiếng Anh cho. Và đồng thời chúng ta xem lại phần ngữ pháp của câu điều kiện loại 1. Đó là những điểm ngữ pháp rất là quan trọng ở học kỳ 2 chương trình lớp 9. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ chuẩn bị bài học mới của cái tuần sau, cũng unit 9. Trong bài unit 9 ta còn phần skill 2 trang 39. Và sau phần skill 2 này mấy anh ta sẽ ôn tập 3 cái unit 7, 8, 9 ở phần review 3 trang 42, 45 nó sách giáo khoa đó. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra một tiết. Mấy em chú ý, chúng ta phải soạn bài trước. Soạn bài trước có phần unit 9, siêu thu trang 39 nè. Sau khi chúng ta học xong, ta sẽ dành thời gian để soạn bài sách giáo khoa. Mấy em có thể soạn sẵn vào sách. Phần review unit 7, 8, 9, trang 42, 45, ta cũng làm thẳng cho nó luôn. Sau tiết này thì chúng ta sẽ kiểm tra một tiết. Thì nữa vô, giáo viên bộ môn tiếng Anh sẽ cho mấy em kiểm tra một tiết sau khi học cái tiết review tree 789. Bài học của chúng ta hôm nay là hết. Cô cảm ơn mấy em đã theo dõi cái bài học và cô mong rằng các em sẽ chép bài đầy đủ. Tạm biệt các em.